Rồi mọi người ơi, em lên một con Traveler chống nước 100 m nha. Dòng Chrono Wrap 6 kim, dây xương cá mà mix với một một nhám một bóng như vậy cho em, mặt đen rất là đẹp luôn. Size con này là nam tay nhỏ, nữ thích to đeo được nha. Em cho mọi người xem đằng sau nha. Đây, mặt đen rất là sang chảnh luôn. Ở đằng sau của nó nè, đó đít xoáy cho em toàn bộ các thông số. Vỏ là vỏ thép đúc nha, mà nó làm một một nhám một bóng rất là đẹp luôn. Dây khóa gầy thông minh, cái mặt của nó nhìn lạ ha, nhìn nó làm độc lạ hay sao á mọi người. Em nhìn hai cái này như hai cái sừng nha. Đó rồi, lên cho em con này em bán với giá là 650, 650 nha. Bữa trước em bán trên phiên cao hơn á, này em xả thôi, 650 cho em nha. Mua hàng inbox hoặc gọi điện thoại cho bên em nhé. Thời gian check đơn của bên em là từ 10 giờ sáng cho đến 11 giờ tối, hoặc inbox qua Zalo cho bên em.